Những năm gần đây, việc mua sắm trên các sàn thương mại điện tử hay đơn giản hơn là trên mạng xã hội như Zalo, Facebook ngày càng phổ biến, nhất là trong bối cảnh đáng lo ngại của dịch bệnh COVID-19, xu hướng mua sắm trực tuyến càng phát triển mạnh. Bên cạnh những tiện lợi dễ nhận thấy, thương mại điện tử còn tiềm ẩn một số yếu tố tiêu cực phức tạp, nhất là tình trạng hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu khó kiểm soát. Trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã phát hiện, xử lý 7 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính gần 300 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 550 triệu đồng. Tình trạng lợi dụng mạng xã hội để buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái trong thời gian diễn ra dịch COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn mới tinh vi hơn. Các đối tượng buôn bán nó thay đổi hình thức và thủ đoạn kinh doanh mới như là dạt xa khu trung tâm thành phố để thuê nhà và thuê kho để kinh doanh, thì lợi thì các đối tượng bán hàng vào nơi và kho để nơi để tránh sự kiểm tra kiểm soát của các ngành chức năng. Người bán hàng qua mạng không cần phải có kho trữ hàng hóa, mà chỉ khi nhận được đơn đặt hàng từ người tiêu dùng mới bắt đầu tiến hành lấy hàng. Nhiều địa chỉ bán hàng online nhưng không có địa chỉ cửa hàng cụ thể hoặc thông tin khai báo đăng ký hoạt động kinh doanh không chính xác. Đây là những nguyên nhân chính khiến việc kiểm soát chất lượng hàng hóa, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử gặp khó khăn. Việc mà thu thập chứng cứ điện tử trong cái việc mà phát hiện ra các hành vi vi phạm trong cái môi trường thương mại điện tử, thì cái việc thu thập các cái chứng cứ và sao lưu lại những cái dữ liệu này đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn kỹ thuật cũng như là các cái trang thiết bị phù hợp để mà có thể phục vụ cho các cái công tác này. Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường Lào Cai sẽ chủ động nắm bắt tình hình, thu thập, tiếp nhận, xác minh thông tin các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường thương mại điện tử. Qua đó, góp phần đảm bảo thị trường ổn định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trong sản xuất kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng.